Vâng, và chào mừng tất cả các bạn đang đến với kênh AF Mobile. Thì hôm nay mình sẽ chơi cái set đồ, đó là set đồ này gọi là gì ta? Diễn hề hả? Nói chung là set đồ này gọi là gì Chi Chi? Tôi không biết cái set đồ này gọi là gì, nhưng mà set đồ này giống như là thằng hề á, không phải thằng hề, lộn, diễn tuồng á. Một công tử giấu mặt phải không? Đấy, công tử giấu mặt nè, các bạn thấy chưa, kinh chưa? Và với cái set đồ này thì khi mà các bạn mặc cái set đồ này vào thì nó sẽ tăng lên 100% đam nha các bạn. Các bạn bắn được Ska bắn được 20 tiết thì nó sẽ tăng lên là 40 tiết. Map này hả? Nhảy xuống đây cho nó nóng nè. Không, một đồ nó nhân 1000 đam. 1000 đam bắn một viên chết nha các bạn. Đúng rồi, dùng đạn súng trường, dùng đạn súng gan. Đâu, phóng lựu mà, một viên chết mà. Không, bữa nay có thêm cái dịch vụ là shotgun bắn đạn súng trường. Hồi mà phiên bản OB1 á, shotgun bắn đạn súng trường. Bắn xa vài trường luôn. Bắn xa lên. Shotgun tay cầm, có tay cầm. Có nào bắn đạn có nòng, bắn xa thì thôi chứ một viên từ xa chết. Mùi đồng lắm, đồng mùi ít quá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chơi cái set súng, đó là một khẩu sọc gun và một khẩu MP 40. Có người bên này. Đây, vừa nói sập bun nó có luôn rồi này các bạn. Đạn sập bun. Giáp 2. Rồi, bây giờ mình sẽ ra tăng giáp nha các bạn. Ôi, hai khẩu sập bun luôn nè. Kinh chưa? Ôi, ba khẩu luôn nè. Lấy được ba khẩu luôn nha các bạn. Nhưng mà không có lấy được khẩu thứ hai thì nó sẽ mất khẩu đầu tiên. Ôi, tay cầm 3 nè. Sao cái chỗ mình nó hên phết vậy trời. Ôi, thôi anh ơi. Thôi, cái gì nó cũng phải từ từ chứ. Để bình tĩnh nè. Ok, có thằng nào nó săn tôi đây nè. Khốn nạn thiệt. Ai rảnh thì xuống cover nha. Có ai ở nhà tôi này, lên cover đấy. Ok đi. Thở quá. Ui, đủ mẹ, sao ăn, sao quá. Nó tới gần rồi. Ui, nó bắn nhau. Rồi. Thằng khốn nạn này. Dưới nhà tôi này. Tôi đang lên con này ơi. Ok. Từ từ, nhà tôi đang bị săn. Tôi sợ quá. Đây rồi, hai ba thằng luôn. Đúng rồi, súng mới. Lên cover lên trên đi. Bên nhà trắng nữa. Đúp vào đi nhà trắng nữa. Lên cover. Từ từ Chi ơi. Lên cover quát đi. Bỏ thằng ở sau lưng đi. Kệ ba cái thằng sau lưng đi. Ôi, đậu xanh nó ở gần rồi. Đậu phòng nó. Kìa nó kìa. Bên vừa đông lắm nè. Từ từ, lên cover warp đã. Bắn đi nha, xử đi nha. Đâu. Chờ xíu nha, núp đi đừng giao tranh nha. Núp đi đừng giao tranh. Tôi chạy đã. Chờ xíu. Đang ở trên hả, nó còn đông không, còn đông không? Còn hai đâu. Ok, đang lên. Từ từ, còn 85m nữa. Từ từ nha. Má mà thiệt đó cùng. Ok, chơi xà láng đi. Xà láng. Đâu rồi? Nhà bên phải chứ ơi, nhà bên phải. Nhà vàng. Nhà vàng đi. Nóc mày lắm mày. Dạ kìa.
Còn còn thằng nữa không biết đâu nha. Còn thằng nữa đâu vậy? Không biết luôn. Anh thử báo sau. Thằng hồi nãy ở Nhà Trắng á. Thằng này ở Nhà Trắng á Quê ơi. Nhà Trắng bên phải kìa. Nhà Trắng là thằng ông SS đó. Còn thằng nữa đâu con? Cháu chạy bỏ chạy rồi, giữ vào. Các bạn thấy kinh chưa? Nó bắn dưới nhà Hồng này con kia ơi. Kinh chưa? Thanh niên này rất là kinh khủng nha các bạn. Để thì bắn dưới này. Bên trái kìa Chi, bên trái Chi ơi. Bên trái, nó chạy lên kia rồi. Ơi, cái gì vậy? Khoan, màn hình bị lật. Chi lầu rồi. Đâu vậy? Hàng bên trái. Hàng bên trường bên kia này sao? Bên đây các bạn đâu? Bên đây hả? Bên trường dưới đồi á. Đúng rồi, nó chạy qua bên trường nhà đá đó. Ok, nhà ok. Nhà đá đúng rồi. Đúng rồi, nó trong nhà hay sao? Đúng rồi. Đâu? À, đó phải, nhìn được, xác. Không thấy nó chạy đâu mất tiêu rồi. À đây rồi, cover, hướng 120. Đâu quá. Phải nữa sang ơi, bên phải nữa. Ấy, sau lưng rồi. Kìm đấy. Ơi, nó tăng thêm kìa. Tàng hình. Tàng hình. Đậu xanh. Nhà này tàng hình. What? Có thấy nó không? Chưa không. Thấy rồi, tàng hình luôn á. Tàng hình. Vậy là ông bị lắp rồi. Tôi thấy. Tôi bị lắp rồi. Ok. Tôi không thấy nó nha. Tao ok cái thứ luôn nha. Tôi tao không okay, thấy nó xe. Từ, để tôi thấy ra. Tôi chỉ thấy hai cây súng thôi. Rồi, nó sau nhà đó Chi. Công lên Chi. Sau nhà. Bào luôn á. Ôi đọc lắm, 3-4 đứa luôn đó. Còn nha. Ngục một theo ngoài, nhưng mà không thấy mới đâu chứ. Rồi, đang bị cái kiểu này là không thấy nó được rồi. Chưa học. Không thấy nó. Chi ở bên trái. Không thấy nó mới đâu chứ. Sao không thấy hề luôn á. À, lâu mình bị lát. Căng à. Coi kìa. Thấy cây súng à. Nó đâu vậy? Chị hướng đi. Nó sau xe kìa. Sau chiếc xe màu... Bắn tôi. Ok. Công qua trường học nhà, nè. Trường học nè. Máu, tuyết hết máu á. Trường học không thấy mới ở đâu. Ở trên nhà này, ở trên nhà ba tầng này. Từ. Nhà bắt tầng chia. Tôi có máu. Thôi công lên ngay. À, chắc là rồi nãy bị quay màn hình xong rồi bị vậy luôn á. Bị cứ quay ngược màn hình lại á. Xong rồi nó bị lát vậy á. Đâu vậy mà núp đây vậy? Trên nhà, trên tầng 3 tầng. À, trên tầng 3 tầng hả? Trên nhà 3 tầng này. Lên đi. Lên. Không mình nó hả? Thấy người mà không? Rồi, đang chờ bom lên á. Thoải mái đi. Thoải mái đi. Ông cứ lên đi, tôi đọc cho ông bắn. Đây rồi. Đến luôn rồi. Đây, bọn em đâu hả? Thấy nó rồi. Thấy rồi. Có máu nghe. Thấy rồi, thấy người. Thấy rồi. Rồi, ok. Đậu phòng đó. Đây, máu này phân kỳ, đây, xác này, xác đây. Ok, cái xác này mới đang lút này, bị nó bắn xuống sắp luôn. Hồi nãy bị lỗi, ngáo thiệt. Tí nghèo. Còn mấy xác chưa lút. Mấy cái xác trên này chưa lút mà. Rồi, xác kìa, đồ đầy luôn nè.
cho S Mobile một like nè. Kim, cảm ơn, thank you, thank you, very good, 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 good. Thấy chơi bộ combo gì không? Quái dữ. Thì gọi là bộ combo từ thủ luôn. Bộ combo gọi là áp sát đúng không? Có warp nữa kìa. Gặp đúng đồng cửa lan à, đồng đây là bộ combo dùng để cân á. Ăn nấm nhiều giảm đam đó nha. Mới cập nhật đó. Ăn nấm nhiều giảm đam đó, mới cập nhật đó. Đẹp trai chưa? Bên này chỉ biết là tăng cấp nha. Cầm khẩu súng ra cho nó đẹp trai. Đẹp trai không? Không phải dữ. À, đi diễn tuồng á, đi hát bội á. Má tăng cấp này anh luôn. Đi kiểm tăng cấp thôi. Bên này, nhà cổ bên này. Tăng giáp hả? Tăng giáp chỉ có trên đồi trên kia có. Ngay trước mặt này. Ông thử ăn full cây nấm đi, giảm đam ghê lắm, đã lắm. Giảm được 10% đam á. Cộng thêm Unreal nữa là 20 á. Giảm được nhiều đam. Ừ. Đúng rồi, nhiều đam á. Tài mới chay mà, còn tao gáp mà. Chết nhanh nữa. Làm cái tiêu trên này. Ok, các bạn xem clip nhớ bỏ ra 2 giây để đăng ký kênh của mình và kênh của Chi Chi Sup. Và đừng quên các bạn với lại là Warp Full Kim Mạnh và SCVG Win. Đẳng cấp đi. Đẳng cấp. Nghe cái sóng chết vì gái là đẳng cấp rồi. Biết luôn, biết luôn. Trời ơi, sao không biết được rồi, hai thằng. Một thằng hướng 285 200 SW, còn một thằng là hướng SW. Ok, hai hướng. Bây giờ thì nếu mà xử thì xử thằng SW trước thì được. Ok, nó tưởng tôi đi một mình, nó đang lao tới như là một vị thần. Và liệu rằng nó sẽ nằm xuống như một thằng đần hay không? Hay là mình nằm? Hay là mình nằm xuống như một thằng đần, nó chạy rồi. Thấy nó chạy rồi. Thấy ba người vô nó chạy rồi. Bắn nó vô về đi. Đây, để bắn cho. Phải hết rồi. Ôi, vãi cái mặt nạ. Từ từ. Khoan. Vãi cái mặt nạ nè, nóng ba nè. Bị lỗi đúng không? Nhìn quéo tèo thiệt chứ. Nhìn như một con đực vậy đó. Cho ông thôi, mình không nhìn thấy à. Nhìn như mặt, nhìn như đây, dưới này bắn nhau, dưới này bắn nhau. Tức chung là nhìn như một con khỉ. Thề luôn á. Rồi, nó trước mặt luôn á. Nghe cây, à, nghe cây hay tròi? Nghe cây á, hay tròi? Tròi hả? Kim chưa, kim chưa. Ta chỉ bắn như là một vị thần. Đang công lên như một thằng đấy. Và anh ta sẽ công lên, đây, nó đây nè, nó đây nè. Còn không? Lên. Làm tốn miếng đạn. Ơi ở dưới. Bên cầu bên kia có người nha. Bên cầu bên kia. Bên nhà bên kia nha. À, bên nhà gỗ nè. Đúng rồi, bây giờ thì mình sẽ gọi thính. Yeah. Nhà gỗ gục luôn à. Gục kinh vậy? Bắn gì kinh vậy? Bắn như phim hành động vậy? Thề luôn. Nhà anh chứ. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn leo gốc lát chỗ này nha các bạn. À, nó cứu rồi, nó cứu rồi. Đó, xong rồi. Trong nhà gỗ. Xong rồi. Đây một cái. Đó, kinh chưa? Bạn thấy kinh chưa? Đấy, kinh chưa? Vậy là mình đã lên được gốc lát rồi. Và mình sẽ bắn qua tụi nó.
nó chạy ở sau nhà đó nha, bơi qua là bất tử đó. Chi Chi, từ từ Chi Chi, lao lên như một vị thần và anh ta phải nằm xuống như một thằng đần nè. Ôi, kinh, hay. Kinh, kinh. Anh đang, câu anh thấy hai thằng công giáp, rất nhanh. Kinh, thì ngay thả đấy. Thính thính mình thả. Ồ, để từ giảm thanh lắp vô sọc gun, còn nòng X4 thì lắp vào MP40. Được. Combo truyền thuyết này. Combo truyền thuyết đó các bạn ạ. Rồi và bây giờ thì các bạn mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà núp ở dưới nha đây. Đó, các bạn chui xuống đây bò. Con kia 4 hay sao? Đó. Con kia quắc quất hay sao? Đấy. Các bạn chui xuống đây, núp thì không ai biết nha các bạn. Rồi các bạn chui ra đầu ra lại và bị bắn. Ơi ơi, nó trên cây kìa. Hướng SE. Từ từ. SE ngay cây luôn, sau cây luôn. Đúng rồi, chính xác sau cây luôn á. Đó, đúng rồi, hay quá. Để bắn phụ cho. Rồi, lên đi Chi, bắn phụ cho. Kinh. Kinh luôn, kinh. Hay quá, biết nhau, tàn sát nhau. Hay quá, tàn sát nhau. Anh em tương tàn. Anh em tương tàn rồi. Bên này, trên này. Đâu, để sang. Nãy vừa chưa. Tìm 4 hả? Nãy vừa chưa có được cái mạng nào nè. Để đó, không. Don't shoot. Đừng bắn. Sao mình lại giết xác chết thế này? Don't shoot đã nói don't shoot rồi. Hề luôn á. Các bạn thấy không? Chơi với cái mấy cái người mạnh như thế này mình toàn là kiểu như là bị giật mạng không các bạn ạ. Đấy bên trái xem ơi, chơi cục đá kìa. Rồi ok, đừng bắn, don't shoot. Ơi ơi, hai thằng. Rồi thằng đó để sang. Cậu xanh này hay quá. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip. Hãy đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nhé. Rồi, ông kia ông giết chính mạng rồi.